Chào quý vị và các bạn, chúng tôi rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tác giả tác phẩm của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lạng Sơn. Thưa quý vị và các bạn vừa được nghe một phần bài hát Lên Nương, phổ nhạc bởi nhạc sĩ Bùi Minh Tấn, Phó Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, lời thơ Ngô Bá Hòa, hội viên Chi hội thơ, Hội văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, qua giọng hát của em Trúc Linh, học sinh trường Trung học cơ sở Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Đây là một trong những bài hát trong album Lên Nương của nhạc sĩ Bùi Minh Tấn. Để có thể hiểu sâu hơn về chùm ca khúc này, trong chương trình tác giả tác phẩm hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ và trò chuyện với nhạc sĩ Bùi Minh Tấn, người đã thổi hồn vào những nốt nhạc, chắp lên những giai điệu tha thiết sâu lắng, làm cho những vần thơ tỏa vút âm thanh. Vâng, xin chào nhạc sĩ Bùi Minh Tấn. Rất cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông có thể chia sẻ nhiều hơn về album CD Lên Nương của mình ạ? Album CD Lên Nương là tôi trích 8 bài hát trong cái tập nhạc, tập sách nhạc gồm 18 bài viết cho thiếu nhi, cũng mang tên là tập nhạc là Lên Nương. Đấy. Lên Nương là tên của một bài thơ của tác giả, của nhà thơ trẻ Ngô Bá Hòa. Tôi rất là ưng ý với cái bài thơ này, cho nên là tôi đã khi mà đọc được cái thơ của bạn Ngô Bá Hòa thì tôi đã nảy ra và thành ra là bài hát, và tôi rất thích bài này cho nên tôi lấy luôn cái tên của cái bài thơ này để thành ra là cái tập nhạc cũng như là cái album. Thưa ông cũng đã có rất nhiều những sáng tác được công chúng đón nhận ở rất nhiều những cái mảng đề tài khác nhau. Vậy thì điều gì đã khiến ông dành thời gian để viết những ca khúc dành cho thiếu nhi ạ? Thực ra thì là tôi cũng không dành nhiều thời gian viết cho thiếu nhi đâu. Thế nhưng mà trong cái cuộc sống của mình, như lúc nãy tôi cũng đã nói, tức là đến một cái nơi nào đó, đến một ngôi trường, đến một cái cung thiếu nhi hoặc là đến một cái công viên, chúng ta gặp cảnh thiếu nhi đang vui chơi thì tự nhiên nó nảy ra được những cái nốt nhạc, những cái giai điệu, hoặc là đọc một bài thơ thì nó nảy ra được một cái ý nhạc thì là tôi viết. Có thể thấy, phần lớn các ca khúc trong album Lên Nương của nhạc sĩ Bùi Minh Tấn đều mang âm hưởng dân gian miền núi phía đông bắc của Tổ quốc, với giai điệu vui tươi nhưng cũng không kém phần da diết đi vào lòng người, phản ánh cuộc sống, bản sắc của thiếu nhi các dân tộc miền núi qua những hình ảnh giản dị, gần gũi. Tất cả đều được nhạc sĩ gửi vào trong đó tình yêu quê hương xứ sở.
từ những con sông, con suối đến những di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Cùng với đó là niềm vui hân hoan của các em thiếu nhi khi được sống trong tình yêu thương của gia đình và xã hội. Tiêu biểu như các bài hát Giấc mơ ngọt ngào, Lên nương, Lời con suối nhỏ, Núi Mẫu Sơn, Ngôi nhà của chúng em, v.v. Trong album Lên nương của nhạc sĩ Bùi Minh Tấn, tác giả Ngô Bá Hòa có hai bài thơ được phổ nhạc thành ca khúc, đó là bài hát Núi Mẫu Sơn và Lên nương. Đặc biệt bài thơ Lên nương được nhạc sĩ lấy làm tên cho album. Với tiết tấu nhẹ nhàng, mang âm hưởng của núi rừng, của dọc sông con suối, với tiếng chim líu lo, tiếng gà rừng gáy gọi bình minh, là bước chân tung tăng khi em nhỏ trong bài hát được cùng mẹ lên nương gieo hạt trồng lúa, trồng ngô, đã mang đến cho người nghe những cảm nhận sâu lắng về vẻ đẹp của núi rừng Lạng Sơn. Tôi thì rất là vui khi mà thấy cái tác phẩm của mình đã được các nhạc sĩ chắp cánh cho những vần thơ để thành một bài hát. Và hai cái ca khúc Lên Nương và Núi Mẫu Sơn của nhạc sĩ Bùi Minh Tấn, đó là một hai ca khúc rất là hay, nghe rất là nhẹ nhàng, sâu lắng và tình cảm được thể hiện bởi các em thiếu nhi thì cái bài hát ấy nó càng trở nên thực tế và nó bay bổng hơn. Những cái gì mà tôi viết, những cái gì mà tôi suy nghĩ thì khi đưa vào trong nhạc của nhạc sĩ Bùi Minh Tấn thì tôi nhận thấy rằng là hầu như là đều được nguyên bản. Nhạc sĩ rất là tôn trọng tác giả và cũng đưa được gần như hết phần lời của tôi vào trong cái bài hát của nhạc sĩ. Điệp trùng đồi núi sâu thẳm lòng thu, sương sao mây gió, sương mây mịt mù, mà nở lưng núi thấp thoáng nhà xa, đường tông cong vút đường đi lên trời. Núi núi thì xanh cỏ, núi núi thì xanh cây, người giao ở nó tháng năm vui vầy. Ô kìa em trai, theo cha xuống chợ, đường mình nửa đi, con đường ngang mây. Ô kìa em gái, lên nương cùng mẹ, tung tăng trong nắng, nụ cười tươi xê. Sáng tác nhạc dành cho thiếu nhi có điều gì khó và dễ hơn so với những mảng đề tài khác chưa ông? Thực ra sáng tác cho thiếu nhi thì bản thân tôi thì tôi thấy là nó dễ hơn các cái mảng đề tài khác, hay là dễ hơn những bài hát sáng tác cho người lớn. Thì người lớn thì có thể là sáng tác nó cũng nhiều đề tài lắm, ví dụ hành khúc, viết cho lính thì hành khúc, rồi là tình khúc. Thế nhưng mà viết cho thiếu nhi thì đa phần là nó phải là vui tươi đã. Nó phải vui tươi, nhẹ nhàng đã. Ông có thể chia sẻ những cái dự định trong thời gian tới của mình. Ông có tiếp tục dành thời gian để có những cái sáng tác dành cho thiếu nhi không ạ? Trong thời gian tới thì trong cái hoạt động sáng tạo của mình thì tôi cũng có những cái dự định. Ví dụ như là về tiếp tục tất cả những cái mảng đề tài khác mình đều quan tâm, đều tham gia. Thế nhưng mà riêng về thiếu nhi thì tôi có hai cái hướng. Cái hướng đầu tiên ấy, thì hiện tại là tôi còn nhiều cái bài hát về thiếu nhi mà chưa có kinh phí để mà dàn dựng thu âm. Thì cái hướng đầu tiên là phải kiếm được kinh phí để mà dàn dựng những cái bài này để cho nó vang lên, để phục vụ cho các cháu. Chọn ra những cái bài hay ở trong cái số đó để mà phục vụ cho cháu. Cái hướng thứ hai là tiếp tục là tìm hiểu, tiếp tục tôi đọc nhiều thơ lắm. Đấy, từ cái đọc cái thơ đấy để mình có cái cảm xúc, mượn cái cảm xúc của nhà thơ để mà mình viết ra cái nốt nhạc. Và cũng rất là hay đi các trại sáng tác, rồi hay đi tham quan chỗ nọ chỗ kia. Đấy, tôi rồi là có thời gian tôi cũng dạy nhạc ở các cái trung tâm văn hóa, trung tâm chỗ thanh thiếu nhi các thứ, thì là nó cũng có những cảm xúc thì tôi cũng sẽ tiếp tục viết cho các cháu.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ tài năng âm nhạc của nhạc sĩ Bùi Minh Tấn, những hình ảnh đẹp về mảnh đất, con người cùng những nét văn hóa đặc sắc của xứ Lạng đã đến gần hơn với khán giả cả nước. Với những cống hiến không ngừng nghỉ, ông đã đóng góp quan trọng cho âm nhạc Lạng Sơn phát triển, đồng thời bổ sung vào kho tàng âm nhạc của thiếu nhi cả nước những bài hát tươi vui, đầy ắp những ước mơ tươi đẹp. Trước khi khép lại chương trình tác giả tác phẩm ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe lại bài hát Lên Nương trong album CD Lên Nương của nhạc sĩ Bùi Minh Tấn. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Trời.